mấy cả nhà nhìn. Chào cả nhà nhá. Là cảnh khổ ở đây. Anh em tôi đang đi vào một bãi tha ma. Nơi mà có cháu bé là ở nhờ bãi tha ma, ở nhờ nhờ những cái gọi là cháu linh hồn. Bố. Nó gọi là cháu không có bố này, mẹ thì thần kinh này. Vừa mới tai nạn xong. Vừa ông thì là đấy đưa cháu đi nên là bị tai nạn chết rồi. Này. Rất là đau lòng đây này. Đi vào đường nó rất là gập ghềnh này. Đấy, đây là đại ca nhá cả nhà nhá. Và tất cả anh em này. Lúc nãy mạng nó yếu quá. Đây này, bãi tha ma đây cả nhà này. Vừa đang trời đang rất mưa, mưa rất to đấy. Đi. Quay kính lên xe đó. Đấy, cả đấy. Nhà đấy, gia cảnh có đấy. Đau lòng không? Thế này mà ở đây thì ăn uống mà đâu được nhỉ? Rất là đau lòng cả nhà nhá. Anh ơi, hàng ngày ăn lá sấu vào ra lấu canh anh ạ. Ôi ôi. Vòng, cua được em, vòng đi, vòng. Được, không được, yên tâm. Cua đây. Em cua được. Cả nhà đừng thả tin nha, bây giờ mạng đang kém nha. Đấy, đang ở nhà bãi tha ma đây này, cả nhà này. Đấy. Bãi tha ma đây, cả nhà này có đau lòng không? Đây này. Đây em ơi, cái mã mới chết đây là ông đấy à? Bên cạnh đấy là ông ngoại chết à? Đấy nha. Đây cả nhà nhìn này, bãi tha ma này, nhìn này. Đấy. Rồi bây giờ là chúng tôi đã xuống nhà em bé nhá cả nhà nhá. Cả nhà nhá, đã xuống nhà em bé rất là đáng thương nhá. Xin chào cả nhà nhá, để tí nữa mình vào nhà. Cả nhà bây giờ là mình sẽ quay trực tiếp cho mọi người chia sẻ nhá, để cho những người nhà là có lòng hảo tâm là biết đến em bé, giúp đỡ em bé nhá. Rất là đáng thương nhá cả nhà nhá. Cả nhà sẽ được rất là đáng thương luôn. Đây là anh em trong đoàn nhá. Đấy, mưa rồi, bãi ma này. Cả nhà về bãi ma nhá. Đây này. Đây là đoàn đây. Đây là... Đây là... Đấy, bãi ma này. Cả nhà nhá. Giang rộng đang bị ướt hết người rồi. Để vào đến đây nhá, để bạn nhá, để vào đến nơi mà hai cháu ở nhờ bãi tha ma này. Mong rằng mọi người chia sẻ, mong những mạnh thường quân nhá là giúp đỡ những em bé khó khăn đấy. Từ từ thôi được rồi, kệ ướt đừng đéo là chạy ướt rồi. Đấy. Cứ bình tĩnh đi em ạ, ngã vỡ đầu ấy. Ướt thì ướt rồi. Tí nữa lái xe yên tâm. Hai. Đây là ở nhờ bãi tha ma này. Trời ơi, ướt quá. Ở nhà chia sẻ mạnh nhá, đừng sợ nhá. Ở sao nào? Từ đã, chú đưa đã. Mở cửa đây đã. Đây là em Giai Quang ở Minh Tân nhá cả nhà nhá. Đấy em cũng rất là đấy, đi đến xăm cho bé này, anh em mưa ướt hết rồi này. Đấy, ai ướt hết rồi. Đây này, đến bãi tha ma của nhà này. Đây này con này. Chân thối rồi. Ôi này. Quá đau lòng này. Đây. Đây, các ba nhìn chân của em này. Đấy cả nhà nhìn thấy chưa? Em. Đây là hai cháu bé này. Ủa chân này. Quay cả nhà cho em nhá. Chân này. Đâu ơi, đồ đặt cho nó đâu, không biết anh em này là mưa chuyển ra xong nha. Chuyển ra bên kia, nhá. Đấy cả nhà nhá, cả nhà chia sẻ thật mạnh nhá, ra. Để anh em có...